Kính chào quý vị và các đồng chí, rất vui được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục An ninh Lào Cai. Những thông tin nổi bật của lực lượng công an tỉnh vừa diễn ra sẽ mở đầu cho chương trình. Phóng sự Simacai đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng cho bà con vùng cao sẽ có ở phần cuối chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết, mời quý vị và các đồng chí cùng quan tâm theo dõi. Vừa qua, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác công an, thực hiện Nghị định 06 của Chính phủ, quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Giai đoạn 2014-2024, Công an toàn tỉnh đã tổ chức 30.710 buổi tuyên truyền cho 2.367.068 lượt người tham gia. Qua đó, nhân dân đã cung cấp 16.718 nguồn tin, trong đó có 8.910 nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự, giúp lực lượng công an điều tra giải quyết 5.412 vụ việc, bắt 3.590 đối tượng, vận động đầu thú và bắt 132 đối tượng truy nã, đặc biệt triển khai nhiều chương trình như tặng áo, mũ bảo hiểm, kết hợp tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Từ năm 2018 đến tháng 3 năm 2024, Công an các đơn vị địa phương đã thu hồi 16.727 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức, biện pháp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Các mô hình dân vận khéo được các đơn vị triển khai mạnh, tạo sức hút và lan tỏa đến với cộng đồng như mô hình nồi cháo nhân ái, dòng họ tự quản về an ninh trật tự, thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc, kết nối Zalo vì sự bình yên của nhân dân, đặc biệt là mô hình móc khóa an ninh trật tự được Bộ Công an thông báo nhân rộng và đánh giá cao. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh trong triển khai, thực hiện hiệu quả các mặt công tác, duy trì đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Đồng chí đề nghị công an các đơn vị cần thực hiện nghiêm công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, chủ động nắm tình hình, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời ngay tại địa bàn cơ sở, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tiếp tục phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc kiểm tra tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn số 15 đối với công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong 2 ngày từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 3 năm 2024, đoàn công tác của Cục Pháp chế Bộ Công an tiến hành kiểm tra đối với công an tỉnh Lào Cai. Tại Lào Cai, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn số 15 của Bộ Công an đối với Công an xã Bảo Hà, Công an huyện Bảo Yên, Công an phường Kim Tân, Công an thành phố Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai. Thời gian qua, Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn số 15 của Bộ Công an tới toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, đặc biệt là lực lượng Công an xã, phường, thị trấn và Công an cấp huyện. Quá trình triển khai, cơ bản cán bộ chiến sĩ nắm vững được các quy định của pháp luật, luật tố tụng hình sự, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng điều tra viên các cấp. Từ đó nhận thức được trách nhiệm, tầm quan trọng của công an cấp cơ sở trong phòng chống tội phạm, đặc biệt là công tác giải quyết vụ việc ngay từ địa bàn cơ sở. Qua rà soát, đội ngũ trưởng công an, phó trưởng công an xã, phường, thị trấn đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nhận xét đánh giá về năng lực thực hiện nhiệm vụ điều tra để xem xét bổ nhiệm chức danh điều tra viên. Tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2023, Công an tỉnh Lào Cai đã xem xét bổ nhiệm bố trí 152 điều tra viên tại 152 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Rà soát, thống kê số lượng, đánh giá chất lượng đội ngũ điều tra viên, tình hình tội phạm, vụ án, tố giác, tin báo về tội phạm để xác định nhu cầu bổ sung điều tra viên cho từng đơn vị. Công an tỉnh cũng đề xuất, kiến nghị với đoàn kiểm tra một số nội dung như Bộ Công an thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ điều tra để nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ điều tra viên công an cấp xã, bổ sung trang cấp trang thiết bị phục vụ công tác điều tra tại công an cấp xã, bổ sung hoàn thiện hướng dẫn việc phân công điều tra viên ở công an cấp xã giải quyết tin báo và thụ lý điều tra các vụ án ít nghiêm trọng để lực lượng điều tra viên công an cấp xã triển khai có hiệu quả. Kết luận đoàn kiểm tra, đồng chí Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác bố trí lực lượng điều tra viên cho công an cấp xã, quá trình triển khai thực hiện và những kết quả bước đầu của Công an tỉnh Lào Cai trong thực hiện công tác điều tra tại địa bàn cơ sở. Đồng chí cũng nhất trí với những ý kiến đề xuất của Công an tỉnh, qua đó tổng hợp báo cáo Bộ trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị và các đồng chí, đối với vùng cao Lào Cai, mùa làm nương rẫy cũng chính là mùa hanh khô đầu năm. Việc đốt nương làm rẫy luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Những hành động tưởng chừng như vô ý của người dân đi đốt nương làm rẫy dẫn đến cháy rừng, hậu quả xảy ra thật khó lường. Có nhiều người đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm của mình. Tại huyện vùng cao Simacai, việc đốt thực bì để canh tác là nhu cầu chính đáng và là phương thức canh tác của người dân miền núi từ xưa tới nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm về vấn đề này. Chỉ cần có sai sót nhỏ trong công tác chuẩn bị có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Gia đình chị Phan My Lai, thôn Bản Mế, xã Bản Mế, huyện Simacai, thực hiện dọn cỏ, đốt nương, chuẩn bị xuống ngô giống. Mặc dù thời tiết chưa mấy khô hanh, nhưng chị Lai vẫn thực hiện đúng quy định, đó là thông báo cho trưởng thôn được biết. Việc đốt nương của gia đình chị diễn ra an toàn, thuận lợi vì thời tiết ủng hộ, thêm vào đó còn có sự hỗ trợ, hướng dẫn của cán bộ hạt kiểm lâm. Từ trước đến giờ thì bọn em cũng chưa biết đốt kiểu gì. Hôm nay được các lãnh đạo huyện xuống để hướng dẫn bọn em đốt nương thì hôm nay bọn em mới đốt được như thế này. Đến cái mùa khô hanh thì lực lượng kiểm lâm chúng tôi là thường xuyên bám địa bàn, tuyên truyền với bà con, phối hợp với trưởng thôn, tuyên truyền bà con về cái phát nương làm rẫy. Đối với cái phát nương làm rẫy này thì chúng tôi thường xuyên là tuyên truyền cho bà con nhân dân là quy trình, kỹ thuật. Việc tuyên truyền đến bà con vùng cao về thời điểm, cách đốt nương, làm rẫy sao cho đúng quy định, không gây cháy lan sang các khu vực rừng lân cận là việc làm thường xuyên của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, một số bà con vẫn chưa ý thức được những mối nguy hiểm từ đốt nương rẫy gây ra. Điển hình vào ngày mùng 5, mùng 6 tháng 3 năm 2024, Công an huyện Simacai tiếp nhận 3 tin báo cháy rừng tại các địa bàn xã Sán Trải, Quan Hồ Thần và Xín Chéng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường để tham gia chữa cháy cùng các cơ quan chức năng và lực lượng chữa cháy cơ sở. Do thời tiết hanh khô, gió lớn gây nên rất nhiều khó khăn cho việc chữa cháy. Sau khi điều tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân cháy là do ông Thảo Xeo Sử, sinh năm 1963, trú tại thôn Xeo Khái Hóa, xã Sán Trải, huyện Simacai, và ông Lưu Xeo Pùa, sinh năm 1972, trú tại thôn Sư Pà Phìn, xã Quan Hồ Thần, đốt cỏ nương để canh tác làm cháy lan sang phía bìa rừng do ông Pùa được giao quản lý. Tại Quan Hồ Thần, tổng diện tích cháy là 3.400 m². Riêng tại xã Xín Chéng, tổng diện tích rừng bị cháy là 678.100 m², trong đó rừng phòng hộ là 483.800 m², rừng dân sinh là 7.600 m², còn lại là thảm cỏ và cây bụi. Cả hai trường hợp trên đều không thông báo với trưởng thôn khi thực hiện đốt nương làm rẫy, sử dụng lửa trong rừng để đốt nương khi thời điểm hanh khô, nắng nóng kéo dài, đã có cảnh báo cháy rừng cấp độ 4, cấp độ nguy hiểm. Thì qua cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi rút kinh nghiệm lại là cơ bản là được tuyên truyền rất nhiều, nhưng mà cái nhận thức của bà con dân sống trên địa bàn huyện Simacai thì cũng là do trình độ dân trí còn rất hạn chế. Thế cái việc mà tiếp thu những cái góc độ tuyên truyền từ trực tiếp đến gián tiếp qua các cái bài tuyên truyền thì bà con cũng chưa nắm được hết những cái phương pháp và những cái cách để xử lý trong cái khắc phục cái phòng cháy chữa cháy và cái phòng chống cháy rừng. Thì về cái làm nương làm rẫy thì bà con vẫn theo cái hủ tục tập quán là cứ làm theo cái ý của mình. Chính vì đó là vừa qua trên địa bàn Simacai cũng xảy ra một vụ cháy rừng liên quan đến cái việc đốt nương làm rẫy trên địa bàn. Thì sau khi phát hiện thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cơ quan kiểm lâm mời những cái trường hợp mà vi phạm đến cái việc cháy lan ra cái khu rừng của địa bàn huyện Simacai thì xử lý vi phạm chính về cái lỗi là không chấp hành đúng quy định của nhà nước. Cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho bà con vùng cao trong việc bảo vệ rừng, đốt nương an toàn, các ngành chức năng cần trang bị cho người dân sống, sản xuất gần rừng, các kỹ năng sử dụng lửa, đặc biệt là khi sử dụng lửa để đốt rác, đốt rẫy vào những ngày nắng nóng, cao điểm, dễ xảy ra cháy rừng. Chính quyền các xã cần tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ rừng, ý thức chấp hành luật phòng cháy chữa cháy rừng của nhân dân.
Quý vị và các đồng chí thân mến, tới đây thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại.